Sau Nhật xin chào các bác. Hôm nay em lên sóng một cái clip giới thiệu các bác cái cách mà em dùng con điều hòa một cục cho cái không gian mở. Ở đây là cái cách riêng dùng của em thôi. Còn bác nào mà cảm thấy phù hợp thì mình áp dụng. Để các bác nào cảm thấy có cách nào hay hơn thì các bác dùng. Còn đây thì là cũng là cái với cái suy nghĩ cá nhân thôi, cách dùng cá nhân. Đấy. Cái gì nó có cái ưu cái nhược của nó cả. Chứ không lên thì nhiều bác cũng bình luận là thế này thế kia rồi là tác dụng có được đâu rồi thế này thế nọ thì thật sự nó nhiều ý kiến lắm, vì mỗi người mỗi ý mà, con người thì có không ai giống ý ai cả. Đây thì em cũng chỉ chia sẻ vậy thôi, bác nào thấy hay thì mình áp dụng, còn không thì thôi ạ. Ở đây như các bác nhìn là một con điều hòa một cục cửa sổ các bác nhé. Đương nhiên là cái điều hòa này thì dùng trong phòng kín đấy, dùng phòng kín để lên cửa sổ mặt lưng nóng này, các bác thổi quay ra ngoài đấy, xung quanh nhà mình chèn lại, thì để khi mà mình cài đặt nhiệt độ nó đủ lạnh thì nó được ngắt nghỉ. Còn mình dùng như thế này thì các bác thấy là nó sẽ không được nghỉ, đúng không ạ? Vì lúc nào nó cũng lốc chạy liên tục, cho nên là cái nhược điểm của nó là các bác không nên dùng lâu thì cũng rất hại cho máy đấy. Mình dùng khoảng đôi tiếng, một đôi tiếng là mình cho nghỉ một lần thôi, chứ đừng kéo dài 5-7 tiếng thì thật sự là nó cũng không phải là một cách hay. Vì sao em dùng như thế này? Vì nhiều bác ở những cái không gian ấy, mình không lắp được cục nóng. Ông Khanh ơi, ở những cái nơi mình không lắp được cục nóng ấy, thì đây nó gọi là cái giải pháp chống móm thôi. Đấy, thì cái điều hòa này này, các bác này, nó có ra một cái hơi lạnh. Ở đây, em đo nhiệt độ cho các bác này. Đấy. Nó ra cái hơi lạnh rất là dễ chịu luôn. Hơi lạnh mười mấy độ C. Đấy, thì khi mà hơi lạnh này nó ra thì các bác lấy cái quạt này, thì cái hơi lạnh của cái cửa gió này nó ra này, độ lạnh nó rất sâu, nhưng mà cái cửa gió của điều hòa là ra gió nó không mạnh đâu ạ. Đấy, cho nên là mình tận dụng lấy một cái quạt mình đặt đằng trước. Đấy, như các bác nhìn này, lấy cái quạt đằng trước nhé, thì nó hút toàn bộ cái hơi lạnh của cái điều hòa này, nó thổi về không gian đằng trước của mình. Đấy, các bác dùng nó ngồi rất là dễ chịu luôn. Hoặc là các bác để phòng khách ấy, phòng khách mà các bác không lắp được điều hòa, đây các bác dùng cách như là nó lấy toàn bộ hơi lạnh ở đây, nó gần như dạng là một các bác để chạy quạt đá đấy, quạt đá các bác để lấy hơi lạnh, nó thổi, nó hút cái hơi lạnh vào cái quạt này thổi đằng trước, thì mình sẽ được cái không gian của mình nó thổi ra rất là rộng. Đây là cái cách mà các bác có thể áp dụng để mình dùng cho phòng khách này, hoặc là những cái không gian mở để nó lấy hơi lạnh cực hay đấy ạ. Nhưng mà mình dùng trong thời gian ngắn thôi các bác nhé, đấy, không nên dùng thời gian lâu thì đương nhiên cái điều hòa này nó cũng không tốt cho điều hòa này. Đấy là cái cách em dùng như vậy. Còn bác nào mà cảm thấy có ý kiến như thế nào hay hơn thì các bác tự áp dụng thôi. Còn đây là ý kiến cá nhân của em vẫn thỉnh thoảng ngồi ở cửa hàng để em dùng. Đương nhiên cái hơi nóng đằng sau này nó vẫn thổi ra các bác nhé, thổi ra nhưng mà ở một cái không gian thoáng. Mình nói không gian thoáng nhé, thì nó không ảnh hưởng gì lắm đến cái mặt trước đâu. Đấy, cái hơi nóng này này, nó nhẹ nó sẽ bay lên cao. Đấy, một cái cách gọi là tạm tạm cho các bác dùng được những cái không gian mở. Đấy, điều hòa này ra nhiệt độ 12 độ C các bác nhé. Đấy, cách dùng cái không gian mở là như vậy. Chào các bác nhé.